Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chucky Nguyễn Baby. Ok, thì thì tối hôm qua thì sáng nay mình vừa mới dậy thì mình thấy là tối hôm qua Logi với lại bên Rap Nhà Làm có ra một sản phẩm mới. Thì sáng hôm nay thì hôm nay mình sáng mình cũng nghỉ làm để mình đi khám sức khỏe đồ các thứ. Thì sau khi mà khám đồ các thứ xong thì ở tiệm này mình cũng khá là rảnh nên là mình quyết định là làm cái reaction video cho cái bài hát này luôn. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho cái bài hát tên là Thơ, đây có Chí và featuring Logi cũng nhắc Rap Nhà Làm. Ok, và chắc là không mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu cái phần reaction luôn. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên bấm nút subscribe phía bên dưới nhé. Và mình có để địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram, nếu được thì các bạn có thể check qua nhé. Ok, và ở thời điểm hiện tại thì mình cũng có thấy là cái bão Noru nó cũng khá là căng thẳng, nên là mình rất là mong là ở đây nếu mà có ai là gọi là những người anh em đang ở khu vực ngoài phía miền Trung hoặc là những cái vùng mà đang bị ảnh hưởng bởi bão thì mình rất là mong là các bạn sẽ an toàn và stay safe và hãy luôn giữ sức khỏe nhé. Ok, và bắt đầu thôi nào. Ok, và trước khi bấm play cái video này thì mình cũng không quên nhắc nhở các bạn cái việc uống nước. Ok, always stay hydrated, đây không phải là quảng cáo, và bắt đầu thôi nào, let's go, stay safe nhé những anh em miền Trung và những anh em đang bị bão ngoài kia. Ok, stay safe. Thơ. Ở dưới cái phần description của bài hát này mình thấy là có ghi phần 2 nữa, không biết như thế nào nhưng mà okay, xem nghe xong thôi. Đêm hôm sửa người, gió thổi trời đầy tuyết, mặt đất phủ màu trắng rọi xuống những ánh nguyệt. Gió thổi từ hướng sông đông cứng mà ra giết, giá rét chui vào da co cụm cả mạch tiết. Khí trời hoang sơ bao trùm góc cửa sổ, ánh đèn ngoài hành lang lách khẽ cửa đi vô. Chẳng vài câu bỗng dưng thoáng lên một dòng suy tư, khi xưa ông nhà thơ có tình tứ từng nét chữ. Không biết ông nhà thơ còn đắm chiêu về cảnh vật, khi câu từ của ông huyền ảo nhưng rất thật. Ông chỉ cần ngồi xuống nét bút tự nên thơ, hay ông ngắm cửa sổ chữ ánh trăng nên thơ. Đặt tấm lưng xuống giường, thậm chí thoảng ngát hương, hình bóng một bông hồng hồn ta bỗng vấn vương. Mắt nhắm tĩnh tâm thấy phảng phất hương hoa, mở mắt ra bông hoa và tâm ta hài hòa. Ok, 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 yeah. Đồ gì á? Thanh thân thở thác thơ thật. What the fuck is this? What the fuck is this? Đây là một cô gái mà. What the fuck is this? Cái gì đây? Cái gì đây? Thiên thanh thân thở thác thơ thần thiện thánh thiện, thu thích thì thầm thôi thúc thiên thạch thăng thiên. Thời thế thất thủ thử thách thối tha thành thật, thủy thủ thoái thác thư thái thanh thản thành thơi. Tiên lan tin lành ta liền tìm lại tiểu lượng. Ồ, chữ ta thôi, ok. Lãng tử tìm lại lương tâm, tiền lạc tại lúc tôi luyện tiến lên tá lả. Tỉnh lại tới lúc tương lai tàn lá lúc tàn. Chiến đậu cảnh trúc đưa câu chào đón cuối trời. Chạm được cung trăng để cầu trị đón cuội chơi. Trà đặc cùng trái đào căng tròn được cắn trước, chẳng đợi cũng chén đã kịp chuốc đường cưa chai. Thương thay thói tục làm ta lo cho đời cõi, thích thú theo tài lộc tất loạn trí điên cuồng. Thổn thức thành tâm lời tu luyện trước định kiến. What the fuck is this? À, chịu rồi. Anh thanh tịnh luôn tự lo chớ đừng cười. Con chớ đừng cười.
đeo đồng hồ luôn. Cổ trang nhưng mang đồng hồ hiện đại. Xin mời xem tiếp dưới comment. Có gì dưới comment? Có phần 2 này thấy không? Hồi nãy tôi thấy ở dưới phần description có phần 2. Ok, chúng ta xem luôn nhé. Ồ, cái video này dưới dạng unlist là ai mà bấm vào cái link thì mới xem được thôi, còn nó không có được public. Ok, ok thì xem luôn. What the fuck? Gatfly Remix Đống Đa Chemist. Yo bitch boy, in the time zone, yeah. New hoes made it Saigon. Hoes come through my phone. Rather hey. Play V-pop than your pathetic shit. Go cry to your mama, you pathetic bitch. Another movie, that's a casual hit. Stupid Viet rappers, man, you better quit. Em bảo, em bảo gì cơ? Em bảo ông hai vậy cơ. Mình quen nhau rồi nhỉ? Make it move, make it slap, make the motherfucking ass clap, clap. Face down, ass up, this dick got your bitch passed out. I come and I leave, right when she attaches to me. During all this, you still go online, spewing bullshit about CHI. Text your man, you ain't coming, squeezing tight, cause my dick ain't nothing. 5'9 coming in, hard to make down, got your girl in your dream going on. That's right, it's money feeling too good. RPM, it's your bitch feeling too good. Shorty never said she was on period. Made her blue panties go swoop. All this motherfucking please talking online. TCMC got me all eyes. Ask your mama and your sister and your girlfriend and your daughter that they never tell you lies. Woo! What the fuck is this? Let's go! Let's go! Hey! Hey! Oh my god! Wow! Cái gì đây? Cái gì đây? Tôi bị đưa từ cảm xúc này đến gọi là cảm xúc khác luôn á. Trời ơi, kiểu mới vô thì tôi thấy là kiểu như là wow, một cái con viết thật là chill, thật là kiểu wow, giống như bài hát, thật là nên thơ. Xong rồi cái tự nhiên gọi là gì cái diện mạo của Logi làm tôi kiểu hả, là sao không hiểu lắm, kiểu cái gì vậy. Xong rồi kiểu rap thì của cái bài thơ cái verse của Logi thì tôi thấy đù dữ vậy cha, chữ T đồ, chữ C đồ, kiểu ồ ghê vậy. Không, xong rồi kiểu như là đeo đồng hồ, kiểu nhân vật cổ trang nhưng mà đeo đồng hồ, cái tôi nói gì vậy, what the fuck. Xong rồi chúng ta có thêm phần 2, bấm vào thì ban đầu tôi tưởng là ô chắc là sẽ tiếp tục của cái phần này, không, nó là một cái bài khác với một cái type beat khác, nó căng hơn rất là nhiều lần, kiểu làm tôi rất là yeah. Bài đầu tiên, bài thơ thì nghe nó rất là Việt Nam, bài tiếp theo thì nghe nó rất là hip hop, nghe nó rất là Tây đen. Yeah, thì wow, làm mình đối với cái bài này thì mình làm mình kiểu nhiều cung bậc cảm xúc, có ý là nó đem lại cho mình nhiều thứ, kiểu mình gọi là process nó không có kịp luôn á, kiểu trời ơi sao nhiều thứ trong này quá vậy. Nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn có để ý thì đây là một trong những cái thứ mà mình rất là thích ở cái rap nhà làm, đó là cái việc mà bạn sẽ không biết là sẽ bạn sẽ gọi là
nói chung là bạn không có biết trước được cái sản phẩm tiếp theo nó sẽ là cái gì á. Và kiểu nó luôn là bất ngờ bạn, và nó kiểu làm cho bạn rất là hứng thú, và đó là cái điều mà mình luôn cảm thấy ở cái gọi là rap nhà làm, và đặc biệt là Logi thì tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn vậy, vẫn là cái việc là mình không biết sắp tới Logi sẽ làm cái gì và sai biết gì, rap cái gì, phong cách gì, có gì cho MV, và đó là một trong những cái điều mà mình rất là thích. Tại vì có thể là các bạn xem một vài nghệ sĩ thì các bạn sẽ biết là sản phẩm tiếp theo của họ thì chắc là sẽ na ná như thế này hay như thế này, nhưng mà đối với rap nhà làm cũng như là Logi thì rất là đỉnh. Và trước hết là phải shout out cho ai làm ra hai con beat này, nhất là con beat sau, kiểu cái bài tên gì nhỉ, Get Fly hả? Ok, shout out cho ai làm con beat, shout out cho Chí. Thì đỉnh quá. Thì dành cho những ai mà chưa xem qua cái sản phẩm này, hai cái sản phẩm này, thì các bạn có thể click vào cái đường link phía bên dưới mình có để dưới, thì ủng hộ cho Rap Nhà Làm và cho Chí và Logi nha. Ok, thì đây cũng là thực ra thì video nào video reaction video nào thì mình cũng là cái lần đầu tiên mình xem hết, nên là là mình rất là bất ngờ, và mình mong là mình đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Ok, thì cái reaction mình đến đây thôi, mong là mình đã đem lại mong là các bạn có một ngày thật là hứng thú và vui vẻ. Ok, và reaction mình đến đây thôi, nhưng mỗi khi hãy nhớ uống nước nha, và đón chờ mình ở cái reaction video tiếp theo. Hãy nhớ check qua TikTok, Facebook, Instagram của mình nhé. Ok, và nhớ like video này nữa, đừng quên bấm nút subscribe. Ok, peace and I'm out, bye guys.